Đầu tư không sợ lỗ với 9 nguyên tắc bất bại của hiệp sĩ tài chính Sir John Templeton. Nếu trong lịch sử cận đại và hiện đại chúng ta có những người như Sir Winston Churchill và Sir Alex Ferguson với những đóng góp vĩ đại vào sự thịnh vượng của Anh, thì trong thế giới tài chính, một hiệp sĩ khác với xuất thân tại Mỹ đã từng làm rúng động thị trường với những thương vụ của mình. Người đó không ai khác, đó chính là Sir John Templeton, người được mệnh danh là hiệp sĩ của thế giới tài chính. Vậy Sir John Templeton là ai? Bí quyết nào đã giúp ông đạt được những thành công như vậy? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu thông qua video sau đây. Những năm tháng đầu đời. Sir John Templeton sinh ngày 29 tháng 11 năm 1912, mất ngày 8 tháng 7 năm 2008 là một nhà đầu tư người Mỹ gốc Anh. Công chúng thường biết đến ông là nhân viên ngân hàng, người quản lý quỹ và nhà từ thiện. Sir John Templeton nổi tiếng với những đóng góp quan trọng của mình trong lĩnh vực tài chính và đầu tư. Khi Sir John Templeton đang học năm thứ hai Đại học Yale, cuộc đại suy thoái đã diễn ra tại Mỹ, khiến kinh tế gia đình Templeton bị ảnh hưởng nặng nề. Để có tiền trang trải việc học, Sir John Templeton đã phải vừa học vừa làm. Sau đại học, nhờ sự cố gắng của mình, ông đã được nhận học bổng từ Oxford để tiếp tục chương trình cao học. Dù theo đuổi bằng cao học ngành luật nhưng thị trường cổ phiếu lại có sức hấp dẫn lớn đối với ông. Bên cạnh việc học, Sir John Templeton còn tranh thủ thời gian để viếng thăm hơn 35 quốc gia khác nhau trên thế giới. Việc này không chỉ đơn thuần là đi du lịch mà nó còn là những chuyến tìm hiểu văn hóa, cách làm việc và vận hành của ngành tài chính ở các nước. Sau khi nhận bằng cao học, Sir John Templeton đã được nhận vào làm tại hãng Merrill Lynch tại New York. Đến năm 1940, Sir John Templeton thành lập công ty của riêng mình với dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp. Đến cuối Thế chiến thứ hai, tuy không có nhiều khách hàng nhưng công ty của ông vẫn nổi tiếng vì những thành công của mình. Nhờ đó, hàng trăm triệu đã đổ về công ty của ông, đến nỗi đã từng có thời điểm, công ty của ông nắm trong tay hơn 300 triệu đô la Mỹ tài sản ủy thác. Tuy nhiên, nhịp sống hối hả của nước Mỹ kèm theo những áp lực từ phố Wall ngày càng làm ông kiệt sức. Vì thế, năm 1969, ông bán lại toàn bộ công ty của mình cho Piedmont Management. Vẫn tưởng đây sẽ là đoạn kết cho sự nghiệp để nghỉ hưu nhưng không, đối với Sir John Templeton, đây chỉ là sự bắt đầu cho một chương mới trong sự nghiệp. Sự nghiệp của Sir John Templeton. Sau khi bán lại công ty, Sir John Templeton từ bỏ quốc tịch Mỹ và chuyển đến quần đảo Bahamas để phần nào giảm bớt sự hối hả của nhịp sống Mỹ. Nhờ việc này, ông đã tiết kiệm được hơn 100 triệu đô la Mỹ tiền thuế cho những thương vụ đầu tư thành công trong tương lai của mình. Bên cạnh đó, tư duy sâu rộng và trực giác nhạy bén của một nhà đầu tư đã mách bảo ông tại châu Á sẽ có món hời dành cho ông. Vì thế, những năm cuối của thập niên 1960, Sir John Templeton đã dịch chuyển phần lớn tài sản của mình sang thị trường Nhật Bản. Vào thời điểm đó, những món hàng của xứ sương mù vẫn đang tìm đường len lỏi vào các thị trường nên chiến lược giá rẻ là lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp tại đây. Và cổ phiếu của họ cũng rẻ nốt. Tuy nhiên, dù đang đi mua sắm hàng giá rẻ thì Sir John Templeton vẫn có riêng cho mình những nguyên tắc để lựa chọn. Cụ thể, chỉ những công ty sản xuất được những sản phẩm có tiềm năng tiêu thụ mạnh và có tiềm năng tăng trưởng tối thiểu 15% mỗi năm thì mới được phép tồn tại trong danh mục của Sir John Templeton. Nhờ đó, tiền của ông đã tìm đến đúng nơi mà nó cần đến, đó chính là những công ty như Sumitomo, Matsushita, Hitachi và Nissan. Hiện nay, những cái tên trên đều khá quen thuộc với đại đa số bộ phận công chúng. Tuy nhiên, ở thời điểm những năm 1960, chúng là những cái tên khá xa lạ đối với người tiêu dùng. Vì thế, ông đã gom hàng ở mức giá vô cùng rẻ và thấp hơn rất nhiều so với giá trị nội tại của chúng. Thậm chí đã có thời điểm 50% danh mục đầu tư của ông đều có tên tiếng Nhật. Đến năm 1986, Sir John Templeton đã thoát hàng với mức sinh lời tối thiểu là gấp 30 lần giá mua ở quá khứ khi đám đông tại Mỹ bắt đầu FOMO và trở thành thanh khoản. 9 nguyên tắc bất bại. Theo Sir John Templeton, nhà đầu tư thông minh phải luôn hiểu thành công là một quá trình không ngừng tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi mới. Dưới đây là 9 triết lý đầu tư kinh điển của Sir John Templeton và cũng là những bài học mà ông để lại cho các nhà đầu tư hậu thế. Đừng chạy theo đám đông. Templeton được mệnh danh là bậc thầy toàn cầu về đầu tư trái ngược. Nếu bạn mua cổ phiếu giống như những người khác, quỹ sẽ hoạt động theo cách của họ. Trừ khi bạn khác với hầu hết mọi người, nếu không sẽ không thể tạo ra hiệu quả xuất sắc. Nếu bạn muốn tạo lợi nhuận vượt trội so với đám đông thì bạn phải làm những việc khác với mọi người. Bởi nếu mua cổ phiếu giống những người khác thì quỹ hoạt động của bạn cũng tương tự với mọi người. Vậy nên trừ khi mọi người đều không xuất sắc thì bạn mới là người nổi trội. Còn không, bạn chỉ là người bình thường như bao người khác mà thôi. Vì vậy, Sir John Templeton khuyên các nhà đầu tư, nếu bạn muốn tạo lợi nhuận vượt trội so với đám đông, bạn phải làm những việc khác với đám đông.
4 từ nguy hiểm nhất là lần này sẽ khác. Nhiều người nhìn thấy những dấu hiệu bong bóng hoặc lừa đảo tương tự như các thảm họa tài chính trong quá khứ nhưng lại tự nhủ rằng lần này sẽ khác và vẫn lao đầu vào, kết quả là tán gia bại sản. Không có khoản đầu tư nào là mãi mãi. Đừng bao giờ chỉ đầu tư cố định một loại hình tài sản hoặc chỉ tuân theo một phong cách đầu tư nhất định. Nó sẽ kìm hãm tài năng thực sự mà bạn có. Vì vậy, bạn hãy cố gắng linh hoạt, nhạy bén và sẵn sàng tiếp nhận các loại hình đầu tư mới. Hơn nữa, Templeton cũng khuyên mọi người nên tập trung đầu tư vào thị trường chứng khoán quốc tế sớm. Điều này không chỉ giúp chúng ta tìm thấy nhiều cơ hội sinh lời tốt mà còn làm đa dạng hóa rủi ro biến động, cải thiện tư duy đầu tư hiệu quả. Lựa chọn cẩn thận từng cổ phiếu để đầu tư. Templeton là người tiên phong trong lĩnh vực đầu tư giá trị. Bởi ông luôn tin rằng việc đầu tư nên dựa trên giá trị của các cổ phiếu riêng lẻ hơn là triển vọng thị trường hoặc xu hướng kinh tế. Và hiệu suất của từng loại cổ phiếu chính là yếu tố quyết định sự tăng giảm của thị trường. Vậy nên, chỉ khi chúng ta áp dụng các chiến lược đầu tư dài hạn với các cổ phiếu bị định giá thấp, hãy kiên nhẫn chờ đợi thị trường phục hồi mới có được lợi nhuận vượt trội. Tránh đầu tư ngắn hạn. Đầu tư là để đạt được tổng lợi nhuận thực lớn nhất, tức là lợi nhuận cực đại sau khi trừ đi thuế và lạm phát. Đây là mục đích đúng đắn duy nhất cho các nhà đầu tư dài hạn. Chiến lược đầu tư nào không nhận ra được tác hại ghê gớm của thuế và lạm phát tức là chưa hiểu bản chất của môi trường đầu tư và dễ dẫn tới thất bại, John Templeton nhận định. Mỗi lần mua bán cổ phiếu, nhà đầu tư sẽ bị trừ một khoản phí giao dịch và thuế. Nếu mua bán quá nhiều lần, tác động tới danh mục sẽ tương đối đáng kể. Không bỏ hết trứng vào trong một giỏ. John Templeton luôn khẳng định về tầm quan trọng cũng như đề cập những lợi thế của việc xây dựng mô hình đầu tư đa dạng. Đối với ông mà nói, phân tán đầu tư vừa giúp giảm thiểu rủi ro lại còn có thể đa dạng hóa hạng mục đầu tư. Càng ít tự tin vào phương pháp của mình, ta càng nên phân tán đầu tư ra làm nhiều hạng mục. Rút ra bài học từ những sai lầm. Phân tích đầu tư là một quá trình không ngừng tìm tòi học hỏi, bởi thế giới xung quanh luôn không ngừng phát triển. Cần phải học cách đánh giá giá trị tuyệt đối của cổ phiếu. Tìm hiểu những kiến thức cần thiết về công ty và xác định xem những điều đó có thể ảnh hưởng thế nào đến lợi nhuận của công ty trong tương lai. Tất cả mọi thứ đều mất thời gian. Bất cứ ai làm việc cho Templeton đều thấy rằng ông luôn tìm kiếm một góc nhìn mới về cách thế giới phát triển. Hindsight là một người thầy rất tốt, nhưng trong nhiều tổ chức đầu tư, người ta thường bỏ quên việc rút ra bài học sau khi mắc sai lầm trong quá trình tìm kiếm vật thế thân. Thành công là một quá trình không ngừng học hỏi. John Templeton đã từng nhận xét như sau, những nhà đầu tư luôn có câu trả lời cho mọi thứ là những người không hiểu được cốt lõi vấn đề. Quá tự tin là phương pháp đầu tư có thể nhanh chóng hoặc không sớm thì muộn, đem đến những kết quả đáng thất vọng. Nhà đầu tư thông minh luôn hiểu thành công là một quá trình không ngừng tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi mới. Không có bữa trưa nào miễn phí. Mọi người đều hiểu những lý thuyết đầu tư hiện đại. Nhưng thành thật mà nói, mọi người rất khó dùng lý thuyết này để kiếm ra tiền. Tôi hiếm thấy người nào chỉ cần dựa vào lý thuyết quản lý đầu tư hiện đại có thể tạo ra lợi nhuận vượt trội trong thời gian dài. John Templeton luôn nói với các đồng nghiệp rằng họ cần cố gắng hết sức để tránh những thành kiến ảnh hưởng đến phương pháp đầu tư của họ. Theo ông, đường đến thành công không có đường tắt. Có quan hệ tốt với công ty, có sự góp ý của nhà phân tích, có bạn bè sử dụng sản phẩm của công ty đều là những lý do không tốt để nắm giữ cổ phiếu. Ông cho rằng chỉ nên đầu tư sau khi đã xem xét và tìm hiểu kỹ lưỡng mọi thứ. Trên đây là video về cuộc đời và các bí quyết đầu tư thành công của Sir John Templeton mà chúng tôi gửi đến khán giả. Trong khả năng của mình, chúng tôi muốn mang những kiến thức, góc nhìn thú vị về tài năng của nhà đầu tư huyền thoại được rất nhiều người ngưỡng mộ này. Nếu các bạn biết thêm thông tin về bí quyết đầu tư thành công của huyền thoại Sir John Templeton hãy comment dưới phần bình luận để chúng tôi và độc giả xem kênh có thêm những nguồn kiến thức bổ ích, qua đó giúp cho kênh của chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi hết video này và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!